Tiếng ăn ở người cao tuổi là một vấn đề mà không ít người gặp phải. Nếu kéo dài, người cao tuổi sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy kiệt sức khỏe, suy nhược tinh thần, cũng như giảm sức đề kháng tự nhiên. Nguyên nhân thường gặp gây chán ăn ở người cao tuổi. Biếng ăn ở người cao tuổi là tình trạng giảm cảm giác thèm ăn hoặc giảm lượng thức ăn hàng ngày khi về già. Tùy vào mức độ và tình trạng của biếng ăn, có thể gây thiếu hụt chất dinh dưỡng, suy nhược tinh thần, cơ thể suy kiệt và làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cho người già dễ bị tổn thương trước những tác nhân tiêu cực cả bên trong lẫn bên ngoài. Trên thực tế, tình trạng này thường xuất hiện do một số nguyên nhân như: thứ nhất, lão hóa tự nhiên. Khi về già, vị giác sẽ bị suy giảm do số lượng gai trên vị giác bị giảm hoặc teo dần trong quá trình lão hóa. Độ nhạy cảm của khứu giác và vị giác sẽ giảm, dẫn tới hiện tượng chán ăn, không còn ăn ngon miệng. Thứ hai, rối loạn giấc ngủ. Giấc ngủ ở những người cả tuổi ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu ăn uống hàng ngày, bởi khi không ngủ sâu giấc ngủ sẽ bị gián đoạn do tiểu đêm hay mất ngủ về đêm sẽ khiến người cả tuổi cảm thấy mệt mỏi và giảm cảm giác thèm ăn. Thứ ba, rối loạn tiêu hóa. Càng nhiều tuổi, sự giảm tiết các men tiêu hóa tại dạ dày và ruột sẽ làm hoạt động tiêu hóa thức ăn yếu dần. Thời gian tiêu hóa kéo dài, các vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, táo bón, ợ hơi, chướng bụng xuất hiện nhiều sẽ khiến giảm cảm giác thèm ăn, kéo dài thêm thời gian no sau bữa ăn. Thứ tư, chế độ ăn kiêng thái quá. Để hạn chế những bệnh mãn tính xuất hiện khi về già, nhiều người duy trì thói quen ăn kiêng nghiêm ngặt từ độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, chính thói quen này càng làm cho cơ thể dễ rơi vào trạng thái chán ăn, trầm trọng thêm thể trạng vốn đã suy kiệt do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Cuối cùng, ảnh hưởng bởi những bệnh mãn tính. Chế độ dinh dưỡng kiêng cữ trong thời gian dài bị suy thận, tiểu đường, cao huyết áp khiến khẩu vị của người bệnh trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán và dễ dẫn tới chán ăn. Mặt khác, chứng biếng ăn còn là hệ quả của việc sử dụng một số loại thuốc điều trị trong một thời gian dài. Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ người cao tuổi chán ăn. Chứng biếng ăn khiến cho người cao tuổi ngày một hao gầy và có thể dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, và sức khỏe kém lại dẫn tới cảm giác biếng ăn. Đây là một vòng tròn lặp đi lặp lại một cách bế tắc, khiến cho nhiều người thân của họ trở nên lo lắng. Do vậy, cần phải áp dụng một số biện pháp để khắc phục tình trạng này trên cả hai phương diện tâm lý và dinh dưỡng. Về mặt tâm lý, xây dựng một thời gian biểu lành mạnh, kết hợp các hoạt động trong ngày với tập luyện thể chất phù hợp để có một giấc ngủ ngon hơn. Ăn uống đúng giờ, đúng bữa để duy trì thói quen ăn uống, tăng phản xạ tiết nước bọt, tạo cảm giác đói, thèm ăn và hoạt động tiêu hóa nhịp nhàng hơn. Xây dựng không gian sống ấm cúng, có người thân và gia đình xung quanh để người cao tuổi không cảm thấy cô đơn, nên có nhiều bữa ăn chung cùng với gia đình để kích thích nhu cầu ăn uống tự nhiên. Đưa người cao tuổi tham gia vào các hoạt động tụ họp cùng với bạn bè cùng tuổi, các buổi họp công cộng để không bị cảm giác cô đơn lạc lõng khi về già. Bên cạnh đó, cần phải thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, tụ tập hoặc cải thiện môi trường sống rộng rãi, thoáng mát gần tự nhiên để tránh tù túng, tạo cảm giác tự do, thoải mái. Về mặt dinh dưỡng, theo tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó trưởng khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học đa dạng, dễ tiêu hóa, thường xuyên thay đổi linh hoạt các món ăn để tránh cảm giác nhàm chán. Một cái chế độ ăn của chúng ta sẽ phải đảm bảo là cân đối về năng lượng, về các cái chất, tỷ trọng các chất sinh năng lượng trong cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ các chất đạm nữa. Bởi vì rất nhiều người cao tuổi nghĩ rằng là chúng ta là béo, cái tỷ lệ gọi là waist to hip ratio, tức là vòng bụng so với vòng hông ấy, thì cái tỷ lệ đấy ở người cao tuổi là lớn. Cho nên là khi mà vòng eo tăng lên thì người ta lại có xu hướng là ăn kiêng, ăn giảm chất béo đi. Và người ta có cảm giác là cái khối cơ của nó giảm, của trong cơ thể của chúng ta giảm đi, thì người ta lại có và có cái cảm giác là bị nhẽo ra. Thế thì người già sẽ có xu hướng là ăn giảm các cái loại chất béo đi. Thế thì lại không hợp lý. Chúng ta vẫn phải ăn chất béo và lựa chọn chất béo một cách thông minh. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là phải ăn đủ chất xơ. Người già thì cũng có xu hướng là cái hoạt động thể lực giảm đi, cho nên là sẽ bị táo bón. Thêm vào nữa là các cái dịch vị giảm đi. Thế cho nên là sẽ và cái suy thoái của hệ thần kinh trung ương cũng lại làm cho là các mất cái khẩu vị. Chúng ta cảm thấy là không chán ăn, không muốn ăn, cảm thấy không hoặc là không có cái mẫn cảm đối với một số những cảm giác như cảm giác đói, cảm giác khát, cho nên là lười ăn, lười uống, thế cho nên là lại giảm. Tức là rất nhiều yếu tố làm cho cái dinh dưỡng của người già không đảm bảo, hay là người cao tuổi thì không đảm bảo so với lại cái nhu cầu bình thường. Trong khi thì cái nhu cầu của tôi đã nói rồi là không giảm là mấy so với cái lứa tuổi trẻ, cho nên chúng ta phải lựa chọn các thực phẩm giàu chất xơ để phòng chống táo bón, ăn tăng cường các loại vitamin và chất khoáng. Và thêm nữa là phải đáp ứng được các cái hoặc là phải sử dụng các cái sản phẩm bổ sung dầu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12 để bổ sung vào trong cơ thể. Tuy nhiên thì cái dinh dưỡng nó tương đối là cá thể, cho nên là đây là chúng tôi chỉ nói đến những cái lời khuyên rất là chung để chúng ta có thể lựa chọn được một chế độ ăn. Nhưng mà mỗi người lại có một cái khẩu vị khác nhau, nhất là người già thay đổi như thế, cái tiêu hóa cũng kém đi do cái dịch vị kém đi như thế. Vậy thì cái chế độ ăn, xây dựng một cái chế độ ăn cho như thế nào thì chúng ta cần phải tham khảo
đặc biệt đối với từng cá thể là phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia, đến gặp các cái bác sĩ để chúng ta có một cái chế độ ăn. Và khi có chế độ ăn rồi thì điều quan trọng nữa là chúng ta lại phải kiên trì theo cái chế độ ăn đó.